Dạ em kính chào quý cô chú bác cùng toàn thể anh chị em và các bạn nhé. Hôm nay em bán một con Zoom G1XFour qua sử dụng nè. Này thì hoạt động bình thường, đã làm tiếng đầy đủ nha mọi người. Các cái nút đều ok hết, không có liệt. Mọi thứ ok. Ngoại hình còn đẹp nha mọi người, không có quá cũ ha. Đấy, con này giá bán mới hiện giờ là 3,8 triệu. Con này em thanh lý lại là 1,9 triệu, tặng kèm adapter. Thì như thường lệ, tất cả mọi cục phơ em bán ra em đều làm tiếng hết cho mọi người, cho nên mọi người yên tâm. Bây giờ chúng ta sẽ test bộ tiếng. Thì bộ tiếng này em làm cho cả guitar pickup đôi và pickup đơn hết, nên là em sẽ test bằng hai cây nha mọi người. Đó, 1,9 triệu Zoom G1XFour có pedal. Rồi, mong mọi người ủng hộ.